Chỗ đục thì vẫn phải cần thiết. Lấy cái gì? Cuốc ở đâu ấy, không có thằng này đâu. Hôm nay chỗ ăn bữa đầu tiên đồ mới, còn từ mai đi tao mới cho ăn đồ cũ. Chứ là sao nữa, cứ phải... ăn đồ cũ ngay ơi, chết. Lên nghe không có cuốc ở đây mà. Mai là chị gái này về. Kéo lại về mà rõ ràng nó mang cũng bao quay tây nhưng phải ít đâu. Đồ đá loanh quanh trên đường. Bạn làm một cân ở thịt bê về đây là mới biết. Ở thịt trâu trong tủ lạnh nhưng bà không bỏ ra về thành đống đá ở trên kia là. Bà đừng có tò mò, đừng có hỏi. Thịt trâu thì nước ở trên kia. Trông ngóng gì phải không? Hỏi bà con gái làm gì? Ta thấy bố mày đẻ thịt.